Bánh trung thu là sản phẩm đặc trưng của dịp Tết Trung thu và hầu như chỉ xuất hiện vào mùa Trung thu. Qua những sản phẩm bánh trung thu quen thuộc được bán rộng khắp trên thị trường, thì Bà Rịa Vũng Tàu còn có một dòng bánh trung thu truyền thống tự sản xuất. Hương vị đậm đà, rất riêng, bao mã hình thức bắt mắt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cách thức tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả. Với lòng yêu nghề và sự sáng tạo độc đáo, những cơ sở làm bánh trung thu tại Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo dựng được một thương hiệu bánh có tiếng, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh yêu thích. Đến huyện Long Điền, trong những ngày này, một điều dễ nhận thấy là không khí trung thu đã rộn rã thông qua sự mở cửa trở lại của những tiệm bánh trung thu tự sản xuất. Thưa quý vị, với những cách thức riêng theo phương châm chậm, chắc, uy tín, bánh trung thu của các cơ sở làm bánh trung thu trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa trên thị trường trong và ngoài nước, theo lòng tin đã gây dựng trong lòng người tiêu dùng. Câu chuyện ngày hôm nay của chuyên mục Lan tỏa hàng Việt sẽ có chủ đề bánh trung thu của người Việt. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê thì huyện Long Điền hiện có 16 cơ sở sản xuất bánh trung thu có từ lâu đời. Có lò bánh đỏ lửa từ những năm 1970, có lò cũng đã vài chục tuổi, mang lại cho Long Điền đó riêng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung một dòng bánh trung thu Việt độc đáo. Cái độc đáo trước tiên là bánh trung thu Long Điền thuộc vào dòng bánh truyền thống đặc trưng với loại hình bánh da dợp, nhiều lớp vỏ bánh xếp chồng lên nhau. Dẫu những năm sau này, các cơ sở làm bánh trung thu ở đây cũng làm những loại bánh hiện đại, nhưng dòng da dợp vẫn được khách hàng ưa chuộng hơn cả. Làm bánh trung thu da dợp, người làm bánh phải tuân thủ nhiều công đoạn thủ công hơn. Cũng chính vì điều này mà mỗi thợ làm bánh lại cho ra một hương vị bánh khác nhau. Cho nên mỗi cơ sở bánh trung thu tại Long Điền có một vị đặc trưng, không tiệm nào giống tiệm nào. Hương vị thì vẫn giữ từ xưa tới giờ, không có thay đổi gì hết. Loại bánh thì nó nhiều loại. Khi hồi xưa mình bỏ gia vị rồi đó là 5, bây giờ mình bỏ thêm 7 hoặc 8, 9, thêm chất lượng nó vào bánh nó ngon hơn nữa. Điểm khác biệt thứ hai là bánh trung thu tại Long Điền còn được quen gọi là bánh tươi. Chính vì điều này, các cơ sở sản xuất bánh tại Long Điền luôn chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh và thời hạn lưu trữ để bánh đạt được hương vị tốt nhất, cũng như đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị, công nghệ được các cơ sở sản xuất tại đây không ngừng được nâng cấp. Có máy móc thiết bị hiện đại, bánh được làm nhanh hơn, bảo quản tốt hơn, giữ được độ tươi lâu hơn, cũng như giữ được đúng hương vị Việt mà những người thợ làm bánh dày công tạo nên. Thì bánh trung thu đúng là đặc sản, đúng là nghề truyền thống của huyện Long Điền mình á. Ở là cái hiệu bánh Tiếu Hân của mình thì cũng được làm khách hàng rất là nhiều. Và mỗi một mùa thì có nhiều cái khách hàng gọi đến, họ thật khen mình á, và khen nhiều lắm. Là bánh thì không bỏ chất bảo quản cho nên hạn sử dụng nó cũng ngắn, mỗi bánh ra mỗi ngày, mỗi tươi mỗi mới, cho nên khách hàng sử dụng cũng yên tâm hơn. Thưa quý vị, mỗi một người thợ làm bánh trung thu tại huyện Long Điền như là một nghệ nhân, tạo nên những sản phẩm đậm đà bản sắc quê hương. Chính vì điều này, bánh trung thu Long Điền ngày càng tạo được chỗ đứng trên thị trường, không chỉ xuất bán trong và ngoài tỉnh mà còn được sử dụng làm quà cho những người Việt xa xứ, mang theo nồng đậm những nỗi nhớ quê hương qua từng hương vị Việt. Mùa trung thu năm nay đến sớm, cũng chính vì vậy mà các lò bánh trung thu ở Long Điền cũng đổi lửa sớm hơn. Thấm đẫm tình cảm quê hương qua từng chiếc bánh, một số lò bánh cho biết việc đổi lửa sớm còn do nhiều khách hàng muốn mua bánh để gửi sang nước ngoài cho người thân. Và các lò phải đổi lửa sớm thì bánh mới kịp đến tay những người Việt xa xứ đúng dịp trung thu trăng tròn. Bánh trung thu không còn là món quà biếu tặng mà đã trở thành biểu tượng của nét văn hóa thuần Việt. Thì lò của mình bắt đầu khai trương hôm 14 tháng 7, nó là nhằm ngày 9 tháng 6 âm lịch á. Từ đó đến giờ bán cũng lai rai, nhưng số lượng khách hàng người ta chưa có bày ra bán nhiều, nhưng mà được có mấy cái mối người ta đặt hàng ở nước ngoài như là của nước Úc á,
họ đặt được 2 chuyến, mỗi chuyến 200 hộp, với một chuyến 150 hộp. Bình quân mỗi một mùa bánh trung thu, mỗi cơ sở bánh ở Long Điền cung cấp ra thị trường từ 20.000 đến 30.000 bánh các loại, trong đó nhiều chất vẫn là bánh da dập. Dù vậy, theo các chủ cơ sở, bánh vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh sự chăm chút về chất lượng bánh, các cơ sở cũng cải tiến thiết kế mẫu bánh và hộp đựng trở nên sang trọng hơn, bắt mắt hơn, nhiều hình thức hộp quà hơn. Nhưng dạo bánh trung thu Long Điền hòa nhịp với bánh trung thu cả nước thì vẫn giữ được nét độc đáo riêng từ tính chất truyền thống trong mỗi chiếc bánh. Thưa quý vị, nhờ sự nỗ lực dưỡng nghề của các cơ sở làm bánh mà sản phẩm truyền thống Việt được lan tỏa rộng rãi hơn. Các chủ cơ sở làm bánh Long Điền đều chú trọng đến chất lượng, không chỉ lợi nhuận mà làm ẩu, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Thưa quý vị, mỗi mùa thu đều đến vị ngọt ngào của những chiếc bánh trung thu truyền thống. Tuy nhiên, với sự khéo léo và sáng tạo, chị Trần Huyền tại thành phố Vũng Tàu đã tạo ra những hương vị mới lạ, hấp dẫn như là tiramisu, trà bá thước phô mai để đưa vào bánh trung thu. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng với Hồng Lĩnh đến gặp chị Trần Huyền tìm hiểu về cái nhân bánh hiện đại hấp dẫn này nhé. Chọn những hương vị hiện đại với những cái hình dạng vui nhộn để sản xuất ạ? Đối với bánh trung thu thì từ trước tới nay, ngoài cái nhân mà nhân truyền thống là nhân thập cẩm và nhân đậu xanh, thì cái nhu cầu của khách hàng bây giờ mọi người có cái nhu cầu tìm những cái vị bánh mà nó có cái tính sáng tạo hơn. Cho nên nhờ cái động lực đấy mà chúng tôi có thể tìm tòi hoặc là chúng tôi nghiên cứu làm sao mà để ra sáng tạo ra những cái vị bánh có cái hương vị nó mới lạ, cũng giống như là những cái hương vị mà nó phù hợp với cái giới trẻ, cho khách hàng có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Ngoài đấy ra thì cái nhu cầu của các bé là chọn những cái hình thù bánh ngộ nghĩnh, dễ thương cũng cao, nên là chúng tôi cũng cố gắng làm sao mà đưa ra nhiều cái hương vị bánh cũng như là những cái mẫu mã bánh phù hợp với các bé để cho bố mẹ có thể có cái sự lựa chọn đa dạng hơn. Khi thay đổi hương vị và những hình dạng như thế thì cửa hàng của mình có gặp khó khăn gì không và những cái nguyên liệu của mình có cần thay đổi gì không chị? Tất nhiên là sẽ cần vào dựa vào cái khẩu vị của khách hàng. Với thời điểm hiện tại thì đa số khách hàng đều lựa chọn là những cái dòng bánh có cái độ ngọt thấp, nên là chúng tôi cũng sử dụng những cái nguyên liệu đặc thù để làm sao giữ vững kết cấu của bánh và đồng thời cho cái vị ngọt và hương vị của bánh nó được điều chỉnh hợp lý hơn, để giúp khách hàng có thể thưởng thức bánh một cái cách mà thoải mái, không sợ vấn đề bị ngọt hoặc là bị về vấn đề calo này nọ, để cho mọi người có thể thoải mái tâm lý khi thưởng thức bánh trung thu hơn. Số 7 năm sản xuất và kinh doanh bánh trung thu thì chị đánh giá xu hướng lựa chọn của khách hàng giữa nhân truyền thống và nhân hiện đại như thế nào ạ? Thật ra thì mỗi một hương vị bánh hoặc mỗi một cái bánh sẽ có một cái đối tượng khách hàng riêng. Giống như là bánh truyền thống thì sẽ có những cái cô chú lớn tuổi vẫn có một cái sự yêu thích đặc biệt. Nhưng mà bên cạnh đấy thì nhân bánh hiện đại thì lại đáp ứng phù hợp với những cái hương vị bánh dành cho những cái bạn trẻ, giống như là những cái mọi người mà đã hơi ngán hương vị truyền thống thì người ta sẽ tìm tới cái hương vị hiện đại và người ta sẽ có cái sự lựa chọn đa dạng nhất có thể. Chị mong muốn về thị trường bánh trung thu năm nay như thế nào ạ? Hy vọng là sắp tới vào cái thời gian cao điểm của mùa trung thu nhất thì cái nhu cầu mua sắm của mọi người có thể tăng cao hơn, giúp cho những cái người sản xuất cũng như là cửa hàng của chúng tôi là đều có thể có cái doanh thu cũng như là có cái số lượng bán ra nó khá là ổn định. Xin cảm ơn chị. Chúc cho cửa hàng của mình sẽ liên tục mở rộng, vẫn sẽ luôn là nơi ưu tiên của nhiều khách hàng. Thưa quý vị, đón mùa trung thu năm nay, những dòng bánh tự sản xuất trong tỉnh đem đến đa dạng hương vị cho khách hàng. Bằng sự tận tâm, tình yêu với nghề, mỗi cơ sở làm bánh đều cố gắng lan tỏa sản phẩm Việt ngày càng rộng rãi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Lan tỏa hàng Việt phát định kỳ vào lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày thứ ba hàng tuần. Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình cũng trong khung giờ này tuần sau.